giống như là người ta bày bán một món hàng đó quý vị, thì nó cũng chỉ là cái áo thôi hay đôi giày thôi, nhưng mà sẽ có một câu chuyện rất là rộng và thần thoại Hy Lạp, thần thoại Hy Lạp ở đằng sau lưng đó để bán được cái áo đó với đôi giày đó với một cái giá rất là mắc tiền. Thì tôi nghe có chủ show có nói rằng là music ngoài là âm nhạc thì nó còn rất là gọi là huyền ảo, nó là một cái từ là ý tưởng rồi ý thơ. Muse nó có nhiều nghĩa, nó có cả động từ và tính từ, nó là một cái gì đó nó sáng tạo, nó nói chung là nó vậy đó. Thì vậy? Nó rất là huyền ảo lung linh để dẫn đến cái music là cái âm nhạc này, thì cái xuất thân của nó phải đến từ những cái nguồn cảm hứng bất tận và những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Hy vọng là hôm nay Trấn Thành sẽ kể những câu chuyện của mình, kể những cảm xúc của mình để quý vị để xem nó có Muse không. Thật ra thì Thành luôn luôn cảm thấy là những gì mình phát ra từ miệng mình nó đều là những cái mình suy nghĩ thật nhất. Khi mình nói cái gì đó nó có vẻ là không đúng thì có thể lúc đó mình cũng không phải là thần thánh gì mà mình có thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người, nhưng mà Thành nghĩ là tất cả đều là những bài học của mình hết. Mình sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì mình phát ra nha. Lời nói cũng vậy, năng lượng cũng vậy, mọi thứ. Sốc nội, ngang ngược, muốn gì là làm liền, là thăng hoa một cách tột đỉnh gọi là liền, rồi ngây thơ đó, nói ra những điều thật ra tới ngày hôm nay bà vẫn nói ra những điều rất là ngây thơ và ai cũng tưởng bà là chai sạn rồi đó, nhưng không, bà vẫn có những cái suy nghĩ rất là ngây thơ và ngô nghê mà không biết tại sao là bà lại nghĩ như vậy, mình tưởng bà giả nhưng không, bà thắc mắc về thiệt, có nghĩa là đấy là một con người mà Thành nói là cái từ con nít là hoàn toàn đúng với Chị Minh. Tại vì thật ra khó ai giữ được cái chữ con nít ở trong người mình lắm quý vị. Em nghĩ em cũng có một chút xíu. Có nghĩa mình già cỡ nào thì mình cũng sẽ có đứa con nít trong người mình. Thì Chị Minh như là một người thầy, một người chị đi trước chỉ dẫn cho mình. Thì khi Chị Minh chỉ thì Thành cảm nhận rất là nhanh là mình catch được cái tip, đó là cái mẹo mà chị chỉ cho mình. Mà cái mẹo đó cũng không phải là bất cứ ai cũng có thể chỉ cho mình được, phải là những cái người mà người ta đi hát hàng ngày ấy, người ta kiếm tiền bằng cái nghề này. Nó rất là work, nó rất là hiệu quả và nó giúp cho mình rất là nhiều trong cái vấn đề cải thiện giọng hát của mình. Ngay cả khi mà bây giờ Thành nói chuyện với quý vị cũng nè, nãy giờ quên, giờ mới để ý nè, đó. Ráng bây giờ là phải nói chuyện bằng vị trí âm thanh. Quý vị thấy không? Nè, hết khang rồi, thấy không? Giọng vang, trong, sáng, hát, đó. Ủa? Thì ta dựa vô cổ lại nè, nè, quý vị thấy không? Mình sẽ thay đổi dần những thói quen của mình. Và cũng cảm ơn chị Minh đã cho Thành một cái thói quen mới tốt hơn trong cái việc ca hát. Thành nghĩ ai cũng sẽ có cái khó của riêng mình, ai cũng có cái dễ của riêng mình. Và khó và dễ là tùy vào việc mình gặp cái người đó là người nào.